phật nêu ví dụ này người mê quên mất đầu của mình điên cuồng chạy tìm là không tự nhiên đội mũ còn tìm mũ khắp nơi hỏi người khác có nhìn thấy mũ của tôi không người ta chỉ trên đầu quý vị đang đội trên đầu Cho nên một khi hết cuồng Bỗng chốc biết rõ mũ đang đội trên đầu Tỉnh tức bồ đề Đầu vẫn ở đó Tự nhiên biết bao Tỉnh tức bồ đề cũng giống như Thế Tôn nói trong Kim Pháp Hoa dừng dừng không cần nói buông xuống là nó không cần nói những điều quý vị muốn nói điều muốn nói buông xuống là được rồi quý vị còn nói gì trong thiền tông có hai câu nói mở miệng liền sai động niệm liền trái chính là ý nghĩa này quý vị mở miệng động niệm là điên cuồng tìm kiếm liền không tự nhiên vì sao vậy vì niệm niệm quý vị mong cầu nó liền ngay hiện tại ngay trước mặt chỉ cần quý vị buông bỏ khởi tâm động niệm chính là nó rồi tự nhiên biết bao thói quen xấu hiện tại của chúng ta là ở đâu chính nơi khởi tâm động niệm muốn đi tìm kiếm muốn để có được Mũ đội trên đầu nhưng không biết Muốn đi tìm Muốn nhanh chóng đội lên Không hiểu rằng nó vốn đã ở trên đầu rồi Quý vị muốn cầu trí tuệ Quý vị buông bỏ Trí tuệ liền hiện tiền Quý vị muốn cầu phước báo Quý vị buông bỏ phước báo liền hiện tiền Quý vị muốn tu đức năng Buông bỏ đức năng dũng đã có Không cần tìm cầu Lục tổ Quệ năng đại sư Để thị hiện cho chúng ta Một cách đặc sắc Ai ai cũng cầu Nhưng cầu không được Ngài thứ gì cũng không cầu Tất cả đều thành tựu ngũ tổ liên chọn ngài vì sao vậy vì ngài đã tỉnh ngộ người khác thì sao người khác chưa tỉnh ngộ còn chạy kiếm lung tung khắp nơi đào kiếm lung tung mà không biết vốn dĩ đã có điều này thật kỳ diệu cho nên nói tự nhiên biết bao câu nói này rất hay năng sở không hai tất cả đều đã hiện tiền rồi